Còn về một cái mẹo nữa nè, để chúng ta bóng đèn bạn, bóng đèn sống hay chết á, cũng dùng thang đo điện trở đo được luôn nha. Đây, các bạn để thang đo điện trở. Hiện tại bóng đèn này còn sống nha. Đây, mình sẽ đưa hai đầu que vào, hai đầu của bóng đèn. Đây, điện trở lên, lên điện trở ha, để chỉnh về thang nhỏ nhỏ nhất. Thang 200 thôi ha, thang 200 ohm thôi. Đây, khi chọc que vào thì điện trở nó lên, lên 60 ohm nè. Đó, lên bao nhiêu đây nè, là ok, ổn các bạn, là bóng đèn của bạn vẫn còn nguyên, vẫn còn dùng được ha, vẫn còn dùng được. Nếu mà bạn đo vào nó không lên gì á thì một là dây của bạn có vấn đề, hai là bóng đèn của bạn có vấn đề. Nếu ta đo nó không lên rồi á, để chắc ăn hơn nữa, để chắc cú luôn á, ta tháo bóng đèn ra, tháo ra như này. Ta đưa một que vô đây, que vào cái vỏ ha, một que vào cái vỏ, một que vào cái đầu vô đây, thấy nó lên ha, nó lên nè. Do nó nhảy là gì, do mình không có để cho chắc chắn đó, nó mới nhảy đó. Đó, nói chung là nó có lên là được ha, nó lên này là vẫn còn nguyên đây, 64 nè. Đó, ok chưa? Đó, rồi đó là cách kiểm tra bóng đèn, cái mẹo này rất là hay. Cách thứ hai để mà kiểm tra cái công tắc các bạn, kiểm tra mà công tắc mà còn sống hay đã chết á, thì ta dùng sao? Ta cũng đưa, cũng chỉnh thang đo ohm luôn. Ta đưa hai que này vào, hai đầu của công tắc. Đây. Hiện tại đang mở cái độ on này ha. Hiện tại đang bật cái độ on nè. Lên điện cho cái đồng hồ lên, nó lên số ha. Hiện tại là chế độ on nên đồng hồ lên số, mình bấm qua chế độ off nè. Off là tắt thì đồng hồ sẽ không lên gì cả. Bấm qua on lại, nó sẽ lên lại. Đó, bấm off thì nó sẽ không lên gì cả. Thì là ok các bạn, đồng hồ này là cái tốt, có nghĩa là chúng ta bật on á thì dòng điện sẽ cho qua ha, và nó sẽ lên điện trở. Khi chúng ta bật off á thì không cho dòng điện qua, tất nhiên nó sẽ không lên một cái gì cả. Rồi. Hiện tại đó là cách đo thông mạch và đo điện trở. Nói chung là muốn đo cái thang đo điện thông mạch này nè, bạn không cần phải cần thiết lắm đâu. Vì những đồng hồ bây giờ là đồng hồ nào á cũng đã có thang đo điện trở rồi, mà thang đo điện trở có thể thay thế được thang đo thông mạch. Bởi vì vậy, những đồng hồ mà không có thang đo thông mạch chúng ta vẫn dùng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Như đồng hồ kim nè, không có thang đo thông mạch chúng ta vẫn dùng bình thường. Không có gì quá là gắt gói cả. Nói chung là nó cứ lên ohm thì đó là thông mạch, nếu nó không lên ohm thì đó là không thông mạch. Rồi. Video mình đã kết thúc. Bạn nào có thắc mắc gì hoặc là có ý kiến gì hãy comment bên dưới cho mình giải đáp, và cũng như mình rút kinh nghiệm những video sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đón xem tập sau ha. Rồi.